Lê xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Chào ông bà cô chú. Hôm nay gia đình của KT đưa các bạn đi hội chợ đêm nha. Hội chợ đêm ở Nam Cali tổ chức vào mùa thu, còn gọi là Fall Festival, có 500 gian hàng luôn các bạn ơi. Đông nghẹt luôn. Nếu như bạn tới Nam Cali chơi và nếu như bạn ở Nam Cali mà muốn đi hội chợ đêm thì có thể ghé ở đây, được tổ chức vào tháng 9 năm nay, ngày 22, 23, 24 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào trong xem là hội chợ đêm năm nay có cái gì nha. Hiện tại bây giờ là gần 7 giờ tối mà trời còn sáng vậy nè. Đây là những gian hàng đồ ăn Việt Nam mà nghe nói tới 500 gian hàng luôn các bạn ơi. Đi quay từ từ cho các bạn. Tôm khô, kẹo mè sửng, ui có xoài nữa, có xoài người ta cắt sẵn nè. Khoai dừa, ô khoai mì dừa chứ. Cơm cháy chà bông, thịt nướng. Đi tìm nha, đi vòng vòng tìm đồ ăn nha. Đây nè, đây nè, nhìn hấp dẫn không? Gia đình muốn ăn gì con? Có gì ở đây, con muốn ăn gì? Cái quán này là Kim Tháp Sài Gòn Noodle ha. Những món mà ta bán là bột chiên, bánh khọt, bánh xèo. Ủa, bánh canh giò heo, bún chả, ốc, canh bún. Ồ, mình thích ăn canh bún ở tiệm này nè. Bánh khọt hả? Gia đình muốn ăn bánh khọt hả? Bánh canh lòng gà trứng non, ú cái món nó được đó chị đình. Như đây miếng bún măng gà gỏi lẩu heo, gỏi lỗ tai heo, ok. Con muốn ăn bánh khọt hả? Một number 2 và một number 9. Number 9 là gì? Ui, thịt nướng hả? Thịt nướng đây có nè. Chị ơi, hôm nay có thịt nướng không? Thịt nướng bên kia hả? Ồ, à, ok. Ảnh đòi ăn thịt nướng. Nhìn hấp dẫn chưa? Cái này là bánh khọt. Mà bánh khọt nhìn nó giòn dễ sợ không? Chắc kêu một phần á. Dạ. Rồi thịt nướng nữa hả? Trời đất ơi, ăn nhiều quá vậy hả? Đây là thịt nướng đầy nhất của Kim Tháp. Rồi ngon quá, nhìn nóng ngon lắm luôn. Dạ cho em 3 cây nha. Dạ. Dạ cho 3 người 3 cây. 3 cây. Nhìn hấp dẫn quá à. Thịt nướng ngon quá à. 4 bao 12. Trên ăn đi con. Không biết ai hết rồi, ok. Số đi chị không biết, mà số đi em nha. Mời đại ca ăn đi đại ca ơi. Trên mời ông bà cô chú chưa nè? Dạ con mời ông bà cô chú. Chứ là anh thích ăn thịt nướng lắm. Ông bà cô chú ơi, đi đâu cũng ăn thịt nướng hết đó. Sao chơi là ngon không con? Đi chợ đêm đi hội chợ là cứ vô là ăn thịt nướng thôi à. Anh ăn ảnh khen, ảnh giờ ngón tay. Rồi lắc vừa nhảy gì nữa mới ghê á. Cho anh ăn no rồi mới quay được.
để cây chị thử, cho em thử một cây nha. Rồi cảm ơn. Cheers. Cheers. Mời các bạn nha. Ngon. Thịt nướng ướp vừa ăn, ngon, thơm. Thơm mùi mùi nướng như vậy nè. Trời ơi, ngon quá các bạn. Cái này 3 cây 12 đô nha. Có trả tiền đàng hoàng nha. Chợ ổn nè. Dạ. Dạ. Ôi, bột chiên. Bột chiên đập cái trứng bỏ vô nhìn hấp dẫn chưa? Quá ngon luôn. Có lý á. Chứ là nó là ảnh đòi bò bánh khọt. Mình thì ăn bột chiên. Mong là trên trời đừng có mưa. Chúng tôi mưa tội nghiệp lắm. Dạ. Ở đây á, là người ta có cái đũa nè, đĩa cho các bạn nè. Đây nè. Rồi tương ớt nè. Dạ đậu chua. Dạ đu đủ với lại cà rốt rồi đó. Dạ. Dạ nước tương. Dạ tương ăn ăn cái món bột chiên à. Mới vừa vô một cái là gia đình đói quá anh rồi ăn. Em cầm nhau. À. Cho anh mời bà cô chú nha con. After this can I go play carnival game? Ok, con đi chơi. Ăn xong mày cho gia đình đi chơi ha. Anh đói quá. Ở dưới đó là phải chấm nước chơi sốt ở dưới nha chơi đền. Nước sốt ở dưới lúc này chơi đền ăn cay giỏi lắm. Ờ chơi đền ăn cay giỏi quá, ăn trứng lắm vậy hả. Đây anh đòi mua cái ly nước chanh này cho bằng được, có pop in bowl và ly này ra xong 9 đồng một ly nước chanh. Hy vọng là nó ngon nha con ha. Ngon không? Ok. Rồi đi ha. Em mình đi nha. Nước chanh. Anh đòi bằng được cho bằng được. Popping boba. Mango butterfly tea lemonade with popping boba. Nóng nha thôi. Wow, hay vậy. Miếng này nó rất là nóng đó nha. Nóng. Nóng không? Ơn quá. Hồi nãy giờ kêu không đem theo đó, đâu rồi? Không đem theo hả? Cái bột chiên á, nó giòn, ở ngoài nó giòn rụm mà các bạn. Còn ở trong á, là nó mềm mềm. Cái nước chấm ăn với đồ chua nó ngon á các bạn. Nói chung khi mà mình tới cái hội chợ đêm như thế này mình đi vòng vòng mình ăn á là các bạn sẽ thưởng thức là nó mới, tức là nó fresh, nó mới mỗi ngày người ta đem ra là người ta nấu sẽ là bán hết bữa đó, còn bán không hết là người ta sẽ cho nhân viên. Cho nên là nếu mà bạn muốn ăn fresh, ăn tươi, ăn mới á thì tới đây. Nhưng mà nếu mà nói mà ngon xuất sắc á thì không phải là ngon xuất sắc đâu nha, nhưng mà nó ngon hơn rất là nhiều tiệm mình đi ăn ở Nam Cali. Cho thêm miếng gì miếng nữa. Cảm ơn. À các bạn ơi, các bạn lưu ý là ở đây người ta mở cửa, ví dụ như các bạn coi video này thì có thể là các bạn có thể ra đây vào lúc 12 giờ trưa cho thứ bảy chủ nhật. Thì 12 giờ trưa ngày 23, 24 á các bạn. Tối người ta đóng cửa 10 giờ đêm. Thì các bạn ráng tranh thủ. Tại vì nếu mà các bạn ra trễ, ví dụ 9 giờ đêm bạn ra đi thì đồ ăn sẽ còn ít lại. Cho nên là nếu mà bạn nào mà thích á, thì ra buổi trưa hay là buổi tối đều được. Mình thấy 6, 7 giờ ra là tuyệt vời luôn. Nhưng mà sợ không có tìm được chỗ đầu xe. Hôm nay thứ 6 mình đi thì nó, các bạn thấy cái khung cảnh nãy giờ mình quay á, nó cũng hơi vắng vắng phải không ạ? Nhưng mà thứ bảy chủ nhật bạn đi nó đông nghẹt, không có chỗ đầu xe đâu các bạn. Bánh khọt với lại bánh bột chiên là 15 đồng một phần nha các bạn. Ở trong đây á là đa số 15 đồng một phần, chỉ có thịt nướng là 3 cây 12 đô. Mình cũng hiểu và thông cảm, tại vì cái tiền phí ở đây nè, để mà thuê cái mặt bằng ở đây, cái này gọi là mặt bằng cho dễ hiểu nha.
rất là đắt đỏ luôn á các bạn. 3 đêm thôi, rất là đắt đỏ. Ở bên đây có một cái quầy bán ốc, nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Bây giờ mình cứ đi một vòng mình quay cho các bạn đi ha, rồi cái một lát mình quay lại mình lựa coi món nào mình thích, mình ăn, mình đang thèm món nào. Ồ, nhìn hấp dẫn chưa? Cái món ở đây thì mình không có thấy giá, không thấy giá, không thấy để bảng giá nha. Em ơi, ốc mình bán bao nhiêu một phần vậy em? Dạ, một phần của em 6 con 12 đồng chị ơi. Dạ, 6 con 12 đồng, dạ. Cảm ơn em. 6 con 12 đồng thì cái giá đó mình, giá đó mình thấy tương đối rẻ. Em có phần rẻ. Em có một đây, bên em còn có bạch tuộc. Ồ, wow, hấp dẫn quá vậy. Đủ mọi loại luôn chị ơi. Trời ơi, ngon quá. Có nghêu nữa kìa. Ngon quá. Rồi có, ồ, có sườn lông nướng nữa nè, sườn lông nướng mỡ hành nữa nè. Rồi ốc móng tay, ồ, gian này bán nhiều hải sản ghê luôn á. Có lý quá ha. Cái này lát mình lại mình order nè. Mỗi một phần ốc ở đây á, là 12 đô. Đó, một dĩa như thế nữa là 12 đô á. Đó, hấp dẫn chưa? Không, ốc móng tay. Trà sữa. Đa số ở đây thì mình không có thấy người ta để giá ở trên đó, nhưng mà nếu mà bạn chú ý, bạn có thể thấy ở dưới này người ta để giá nè. Một ly như thế là 7 đô, 24 ounce và có thêm free topping một cái. Hồi lúc mà mình bán thì mình nhớ không làm, và nếu mà người khách hỏi topping thêm thì mình cho miễn phí. Trên nồi rồi gì đó? À, anh order cái khoai. Cái này khoai tây chiên. Một cái cây khoai tây chiên như vậy bao nhiêu vậy chị Đình? Nó mắc quá, 13 đồng 7 cent. Trời ơi. Mắc tax. Mắc quá 13 đồng 7 cent. Cái quầy của người Mỹ mà bán hay người Mỹ bán là người ta có cộng thuế, người ta tính thuế, lưu ý nha. Ví dụ như cái cây này, quay này là chê đình mua 12 đô, cộng thuế là 13 đô 7 cent. Còn những cái quầy mà mình ăn của người Việt mình là đã bao luôn thuế rồi. Cho nên khi mà mình nói giá là cái giá đó các bạn trả thôi, chứ không có cộng thêm thuế nữa. Bên này có cái gian hàng bán bắp nướng. Vô đây là phải ăn bắp nướng các bạn ơi. Trời ơi, mình vô trong đây mình cứ thèm ăn bắp nướng à. Ôi, bắp nướng à. Dạ, cho một trái bắp nướng bao nhiêu vậy cô? 3 đồng. À, cho một trái, trang cho trang cái nước đó lên giùm với. Dạ. Mua 2 trái đi. đại ca có muốn ăn bắp nướng không? À, hay là mua một trái thôi? Ờ, vậy hả? Ờ, cảm ơn. Ủa, cái này không có nóng hả? Mới nướng vào đây luôn. Ờ. Đây, vô đây là phải ăn món này các bạn ơi. Mời các bạn nha. Cứ vô đây là thèm bắp nướng. Nó không có thấm, nó không có cái nước sốt luôn. Rồi, cảm ơn em. 3 đô một trái nha các bạn. Trời, em này dễ thương ghê. Em nói là để em nó chan nước sốt lên cho mình, nước mắm mỡ hành. Tại vì hồi nãy là hết rồi, bây giờ để em ấy chan lên mà nói chuyện vui vẻ lắm nha. Đó. Ôi ôi, đây nè, đây nè. Ôi, hấp dẫn chưa? Ờ, cảm ơn em. Đây, vậy nè, nhìn mới hấp dẫn ha. Bỏ cái sốt lên ăn đỡ hơn không? Em chắc mình xích vô cái sốt mình thấy dầu không à, còn cái gia vị nó lạc nhách à. Ủa sao kỳ vậy đó, chắc dầu không, người ta không bỏ gia vị trong dầu. Cái này đáng lẽ phải có vị nước mắm mà mình không có cảm nhận được vị nước mắm luôn. Cái 10 đồng ngon lắm rồi chị gái ơi. Các bạn lưu ý nha, cái bắp nướng này, cái trái người ta làm mình thấy nó to dữ dội luôn á, mà giá 3 đô thì rẻ hơn. Ở Phước Lộc Thọ, hôm bữa mình mua Phước Lộc Thọ nhớ không làm là 4 đô á. À đây nè, người ta có cái bảng giá nè. Mấy em này đứng nói chuyện cũng dễ thương vui vẻ.
Đây đây đây, sau cỡ 15 phút chờ đợi ha. Nhưng mà ông bà của chú rốt cuộc rồi, trên đã tìm chờ được cái món này rồi. Vô đây là cái món chính là món này phải không? Chứ không phải món khác. Coi như là thành công rồi phải không? Ngon chưa Đền? Ngon hả con? Coi nè, nhìn thấy thương chưa? Chị Đình nhìn đây mẹ chị mẹ chụp hình cái này, cười cái này chị. Trời ơi dễ thương quá à. Ngon lắm hả? So với lại bên Hàn Quốc thì ở đâu ngon hơn? Nói thiệt đi. Ủa vậy hả? Hàn Quốc này nó tích quá. Ồ cái này nó dày quá hả? Bên Hàn Quốc thì người ta cắt mỏng hơn các bạn. Đây nè. Nãy anh cũng mới hỏi là anh nói hơi thất bại nhưng mà cũng ăn. Ủa hơi thất bại hả? Trời mười mấy đô mà thất bại, ủa quá vậy? Không những ăn được nhưng mà cái vị này là vị của người Mễ đúng không? Cho nên nó sẽ khác với vị của châu Á mình. Cho mẹ thử được không Gia Đình? Mẹ thử mẹ review cho ông bà cô chú biết luôn là có nên mua ăn không ha. Mời các bạn nha. Người ta làm nóng, coi như là nóng giòn nhưng mà nó lạc nhách à. Cái vị người ta bỏ lên nó lạc nhách à các bạn. Ồ vậy hả, nó lạc lắm hả? Nó lạc, không thấy nó lạc cả. Chắc là xin người ta thêm phô mai á. But we already bit into it. Nhưng mà nó lạc nhách à, sao ăn ta? Không có vị gì hết đó. Cái đồ rắc thì rắc không có đủ. Ở bên Hàn Quốc á, người ta rắc gia vị vô nó thấm, ăn rất là ngon, ăn rất là ghiền. Còn đây là nó hơi thất bại nhưng mà được một cái là nó nóng giòn. Trời ơi con chó bự hơn mình luôn. Trời ơi bự dễ sợ luôn. Thấy thương á chị Đình hả? Ride it. No, con leo lên á là nó sụm luôn á chứ ở đó. Yes. Con nào khác còn nhỏ mà rất là thích ăn bánh này, nó rất là ngọt nha các bạn và nó chiên. Cho nên là ăn béo nha. Nhưng mà hồi nhỏ rất là thích. Đây nè, trời ơi, một cái con nào khác nè. Người Mỹ và người Mễ người ta rất là thích ăn cái bánh này. To lắm nha các bạn. Đó. Yeah, bánh funnel cake bự dễ sợ luôn. Đó. Funnel cake ở đâu? That's pretty bomb right here. Ooh, look at that pupusa. À, 500 gian hàng mà mình nói với các bạn là trong đó là có đủ gian hàng như là châu Á, người Mỹ, người Mễ đủ loại hết nha. Giống như ở đây là bán chicken strip nè, hamburger nè, bán đủ hết. Cứ mỗi năm á, mùa hè á, là ở Costa Mesa tổ chức giống tương tự như nào các bạn, cũng mấy trăm gian hàng vậy đó. Bánh tráng nướng, bánh tráng cuộn sốt me, bánh tráng kẹo mạch nha, bò bía, bánh ống lá dứa. Cái món này là món người ở Đà Lạt, mỗi lần đi Đà Lạt á là phải thử cái món này. Bánh tráng nướng là có tôm, thịt, à con đó là con ruốc không phải tôm, thịt băm, hành lá, trứng cút. Bánh nóng lá dứa lại phía trong nhìn như thế này nè. Thịt nướng. Còn ở đây là cái món chuối chiên. Để mình hỏi giá nha các bạn. Chuối chiên bao nhiêu một miếng vậy em? Dạ. Chuối chiên bao nhiêu một cái vậy? 3 đồng 1 cái. 3 đồng 1 cái. Từ lúc hỏi mà không mua cũng bị sợ bị la. Mà mình lại cũng thích ăn chuối chiên nữa. Cho chị một cái nha. Cho chị một cái nha. Nóng nóng á. Cho chị một cái nóng nha. Rồi cảm ơn em. Trên thử nè con. Ngon không? Nè. Tại gia đình không biết ăn chuối chiên thôi. Chứ chuối chiên ngon, ảnh thích ăn giò cháo quẩy hơn. Trời ơi, chê nè, mà một con cắn quá chừng luôn. Mời các bạn. Nó hơi nguội. Cái ruột ở trong à.
nó cũng ít lắm. Nhìn cái ruột là ruột cũng gọi là rỗng ruột, cái vỏ nó giòn giòn. Có điều mình tiếc á là nó hơi nguội. Cái này mình nóng ăn sẽ ngon hơn. Đại ca ăn thử chuối chiên này ca. Sao? Ok, nhưng mà nó không hết nóng rồi. Không hết nóng rồi, nó không có ngon nữa. À, rồi cũng có cái tiệm coconut waffle, cái tiệm mà hôm bữa mình có quay chợ đêm nè. Nói chung là mấy cái tiệm này là nhưng mà bên đây thì nhìn khác hơn bên kia ha. Bên đây là mình nghĩ là hai gian hàng luôn á. Ốc xào ở đây ngon lắm các bạn, 8 đồng một phần. Ồ, bánh mì muối ớt ở đây cũng ngon nha. Mình thích hai món đó nhất. Rồi bánh kẹp cũng ngon, bánh kẹp lá dứa ngon, thơm. Bây giờ đi một vòng. Trời ơi, vui vậy. Bây giờ anh qua bên này, anh đòi chơi mấy cái ride nè. Thấy có mấy cái này cũng vui các bạn, thấy cũng hay. Tại vì vô đây là đa số đi ăn vòng vòng, cũng phải có những cái trò chơi này cho mấy đứa nhỏ chơi. Mấy cái vé đi chơi mấy cái trò chơi này á, là đây nó không hề rẻ nha các bạn. Một cái ticket, ví dụ bạn mua 10 đô là chỉ có 5 cái ticket mà thôi. Nhưng nếu mà bạn mua số nhiều như là 20 ticket thì 30 đô, tức là 1 đồng rưỡi. 1 đồng rưỡi cho một ticket. Còn nếu mà mua 50 ticket thì 50 đô. Còn muốn mà unlimited luôn là 45 đô, đi đâu cũng được hết. Chơi đàn ảnh có 10 đô mà thôi thì ảnh mua được 5 vé, không biết chơi được cái gì ta. 45 đô cho unlimited luôn. Wow, cũng được đó hả, vô là chơi tới khuya luôn á. Bất chuyện của chơi đàn hôm nay 20 phải không? Chơi đàn muốn chơi Till a World. Cái trò chơi này là 12 đô nha các bạn, tức là tổng cộng là 6 cái vé để đi chơi trò chơi này. Bây giờ Jay Đình lên xếp hàng nha. Jay Đình là ảnh đang thử thách với thương lượng với lại người xét vé các bạn, là bởi vì ảnh chỉ còn có 10 đô thôi, tức là mua được có 5 vé mà cái ride này là tới 12 đô là 6 vé. Cho nên ảnh thử lại, ảnh nói thương lượng với lại cái chú xét bé coi có được hay không. Mình cũng muốn gia đình ảnh tự giống như là không có ngại ngùng, không mắc cỡ và mạnh dạn đó các bạn. Cho nên mình hay cho gia đình làm như vậy. Không phải là lúc nào cũng thương lượng, nhưng mà tập cái thói quen là không có ngại ngùng, không mắc cỡ. Đó. Good luck gia đình. Thì cái này là một trong những skill gọi là tự tin nữa thì mới làm được. Còn mình mà không có cho mấy đứa nhỏ làm lúc nào cũng rụt rè, hay là mình đi nói chuyện mình thương lượng giùm á, thì sẽ, mấy đứa nhỏ sẽ không có học hỏi được. Cho nên là khi mà mua đồ ăn hay là gì đi qua những cái quốc gia như Nhật, Hàn Quốc hay là ở đâu á, mình cũng để cho gia đình tự mua đồ ăn và tự nói chuyện. Cái này cho mình chơi free mình còn không chơi nữa, thiệt luôn á. Tại vì mình đeo lên đây mình sẽ la hét hú hét sầm luôn, sợ lắm. Đây là mấy trò chơi của mấy đứa nhỏ. Cái này thì ok, cái này nó thấp thấp nè và nó nhẹ nhàng hơn thì được, cái này mình chơi được. À, cái này em chơi được. Em không lên nó chơi. Không, nhưng mà sẽ mắc ói các bạn, mình leo lên đó là mình sợ. Cái này là không được với mình nè, đó. Cái này có được không? Không, cái này là không được nè. Hơi cao nè, mình sợ chơi độ cao. Ai nói như mình nhát thì chịu, chứ mà mình sợ độ cao. Gia đình đang nghịch là... Ồ, gia đình chưa được hả? Anh đang ngồi à, không biết anh trả giá chưa. Cái gì cũng sẽ có lần đầu hết.
Ồ, cái chú đó cho. Thấy chưa? Mình không hỏi thì đâu biết đâu. Chú đó cho ảnh, ảnh hỏi là ảnh còn có 5 vé thôi chứ có được hay không chú. Rồi chú nói ok, rồi chú cho vô luôn. Vui ha. Vậy là ảnh vui rồi. Trời ơi, anh mừng. Vậy là anh sẽ mạnh dạn cho những lần sau anh đi chơi trò chơi mà hết tiền rồi đó là sẽ biết như thế nào là hỏi xin phép coi có được hay không. Trời ơi, cái này mình thấy chóng mặt đó nha. Ôi ôi, đó ảnh kìa. Ôi ôi. Vậy là cũng gan rồi, chơi mấy này là chịu chơi là gan rồi đó. Cái này mình thấy chơi cũng nhanh ha. 3 phút không ta? Hay là 2 phút ta? Cái nãy giờ cũng nhanh nè. Jayden, Jayden ơi, vui không con? Ủa sao Jayden nhắm mắt kìa con? Sợ hả? Còn cái chơi bên game bên đây nè. Vậy hả? Nhưng mà con sợ hả? Vậy hả? Nhưng mà có vui không con? Trên vui không? Vậy hả? Đó, nó quay vậy đó. Ôi ôi. Ủa vậy hả? Qua bên đây cái khu này là người ta cho thử đồ ăn, thử nước uống vậy nè. Đây nè chứ anh muốn uống thử này không con? Ồ này trà. Meat fresh. Meat fresh để thử cái gì vậy? Oh sure, thank you. Sure, thank you. Để thử cái gì vậy? À, cho cái nó không phải là guideline chứ. Cái này là shaved ice. Sorbet. A smoothie shop. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn thử đồ ăn miễn phí á, là các bạn phải tới cái lều này nha. Cái lều màu trắng này nè. Xin người ta sẽ cho các bạn. Rồi mình mới dùng cái vé đó mình lại mình thử. Một tin rất là đáng buồn, nghĩa là người ta chỉ làm cho một đêm nay thôi, là tức là đêm thứ sáu thôi. Chứ thứ bảy chủ nhật không có nha các bạn. Cho nên khi các bạn tới đây thứ bảy chủ nhật sẽ không có cái này. Next year đúng rồi, Jayden nói thì là năm sau mình tới. Mình thử. Jayden ảnh nói là đằng đó đã sold out rồi, không cho ticket nữa. Cho ảnh thử, nhưng mà cho ảnh thử được một chút hơn. Thì anh đó ảnh nói yes, ảnh cho Jayden thử chút xíu. Jayden nói cảm ơn lớn lên. Còn nó nhỏ quá anh không có nghe. Nè con thử đi nè. Cái ly lớn đi, cái ly lớn cho mẹ, phải chị. Dạ, cảm ơn. Ồ, em thấy chị trên YouTube. Ồ, mà. Vậy à. Cảm ơn. Đẹp quá em chị. Cảm ơn. Ủa, tiệm này của chị hả? Ồ, của con. Em cho chị gửi cái này nè. Vậy hả? Ồ, tiệm này ở đâu? Ừ, đối diện cái trường Bosa Grande. À, vậy đó hả? Mà nhìn thấy trẻ quá trường luôn. Vậy hả, cảm ơn. Để đây nè. Chị nói đi lợi lấy cái ly lớn đi, tại vì ly này nhỏ quá. Mời các bạn nha. Trời ơi, ngoài sách cao gần bằng mẹ rồi. Italian ice. Kìa kìa, nói cha cho kìa. Cha đang cầm Italian ice hết chứ định. No, I mean like the scoop. Có thì milk tea. Is it just a regular? Mẹ kia hay á. À, thật ra mình đang đứng thì có một chú đi ngang. Nghe mình nói hết vé rồi cho nên chú cho mình 2 vé nè. À, 2 vé luôn. I'm gonna go get myself a pizza and egg waffle. Ôi, bên đây cái line mình sao dài dữ vậy nè. Wow. Thấy xịp hết. Trời ơi, mấy cái line này dài quá các bạn ơi. Tại vì ở đây ăn miễn phí cho nên là rất là đông. Ủa, bánh khọt ly thì... Ủa, cũng cho ăn thử bánh khọt luôn hả bạn? Bánh khọt. Wow.
thành công dễ sợ không? Bánh khọt ly đi, đứng xếp hàng dài thòn lon như thế này nè, vui chưa? Để mà hình như cái line này là dài nhất luôn á. Các bạn nhìn cái line, cái xếp hàng của pizza nó dài thòn lon luôn. Đây, đó. Trời ơi, khủng khiếp chưa? Để mà ăn một món thử mà nó dài như thế này nè. Trời ơi, hết thời gian luôn rồi. Còn cái hàng bánh khọt nãy cũng vậy nữa thôi, cái line nó dài thần lòn luôn. Mà một miếng có chút nị thôi nha. Đó. Còn hồi nãy con đợi đứng xếp hàng bánh khọt, mình nói thôi thôi muốn ăn bánh khọt lại mẹ mua một phần 7-8 cái gì đó, bánh khọt cho con ăn. Hello children. Rồi con đứng xếp hàng ở đây vui không? Cái này là cần 2 ticket mới có được nha, pizza và một cái dĩa pasta nha children. Mà ông bà cô chú nha. À. Trên cái spaghetti đó nó có ground beef á, con ăn không? Con thấy ok phải không? Ngon phải không? Vậy mai mốt mày làm giống vậy được không? Cũng có ground beef luôn được không? Ngon không? Ngon lắm à. Vậy luôn à. Trời. Ngon Costco. Ngon Costco luôn. Wow. Bà cô chú mừng kênh của mẹ của con. Con chúc con bà cô chú một ngày vui vẻ hạnh phúc. Ăn ngon lành. Bà làm sao nữa? Rồi bà cô chú nhớ check cái kênh của mẹ để coi mẹ đi đâu ăn cái gì tiếp nha. Cảm ơn gia đình. Mình cảm ơn các bạn đã đón xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu như bạn thích video này, nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Và nếu như bạn thích đi hội chợ đêm hay là ban ngày gì đó, thì nhớ đến đây, mình để địa chỉ trên màn hình cho bạn nào muốn tới đây nha. Ở Nam Cali, chỉ có thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và hôm nay video lên là khi bạn thấy video này là chủ nhật nha. 12 giờ mở cửa cho tới 10 giờ đêm. Bye bye, see you next time. Bye bye. Hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tại Teletron trong chương trình The Best Palace, những sản phẩm tốt nhất được bán với giá rẻ nhất. Ghế massage trị liệu Koyo Made in Japan giúp thư giãn và trị liệu thần kinh tọa, rất tuyệt vời. 3 năm warranty, giá 10.000, sale 7.999 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời, chưa tới 6 đồng một ngày. Nệm cứng chống đau lưng Virtuoso Elegant của hãng Magniflex, 100% made in Italy, làm từ lông cừu, lông lạc đà và các chất liệu thiên nhiên. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, 20 năm warranty, giá 9.000 bớt 3.000 đồng. Nạ dưỡng da Opera Made in Korea, xóa mờ vết nám, giảm nếp nhanh, giá 1.900 đồng, sale 1.199 đồng. Nón mọc tóc Made in Korea, giá 2.500, sale 1.799 đồng. Ghế massage Shinka JP 3.000, làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5D tân tiến nhất, 5 năm warranty, giá 14.000, sale 9.999 đồng, chỉ 209 đồng một tháng. Máy lọc nước K8 Kengen Made in Japan, giúp tẩy trừ độc tố, tăng cường kháng thể, chỉ 3.50 đồng một ngày, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.